Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại channel của mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi 6 cái kênh hờm nhé. Đầu tiên mình chơi Tom Friends. Chúng ta đăng nhập được 63 ngày rồi. Xem mọi người nào, chúng mình chơi bóng rổ nhá. Chơi đây nào. Chưa chú ra trồng rau. Rồi vào đến trồng rau hết luôn. Rồi chú đi hát này. Rồi trồng rau vừa hát nhá. Ơi lấy có hàng tới rồi, thế thì lấy đó. Cái hàng đây là của chị Phương. Hỏi bố xem có không? Có sấm sớp nhờ. Nó chơi ném bóng ấy. Đã phát ra bữa luôn rồi cả. Chúng ta sẽ đáp vào những người nào mà chưa bị dính nữa nhá. X5 luôn, 250. Rồi, mình sẽ chuyển vào game tiếp theo này. Granny các bạn này. Đây là tựa game ma kinh dị. Úi giời, phát hiện rồi. Rồi chờ bà vào đây xong mình sẽ bắn bà đấy nhá. Đi bà nào. Đều này. Rồi. Oh. Bà chết rồi các bạn. Chỗ này có chìa khóa các cây kìa. Bên đây còn gì không? Ồ, hết luôn rồi. Ồ, đây có mảnh ghép khẩu súng rồi đấy. Hy vọng là bà chưa sống lại. Các cây. Rồi mình sẽ chui qua đây nhé. Lên đây nào, ngay. Rồi. Bắn cho bà chết 2 lần này. Chúng ta còn một cái mã. Mà giờ như cũng chả làm được cái gì luôn nhỉ. Đây có mảnh ghép khẩu súng này. Rồi thức ăn cho con chim. Ôi một cả lê. Trời biết xoáy đây ra được cái gì không nữa. Cái nhà nghe tiếng nhạc kinh thật. Ô, một chìa khóa này. Ôi xong rồi. Ôi giời, mình bảo lấy đấy đi mà không được. Thôi mình sẽ chụp vào game khác đây. Đây là tựa game những con thú nhồi bông. Wow, chúng ta phải tiêu diệt những con ninja này. Và thật là nhiều vàng về luôn nhá. Oh. Wow, bài này cao quá nhỉ. Oh. wide. We'll see how long. Thì chúng ta có máy hút vào rồi nè. Nhìn trông ảo rồi quá. Là biến hình của siêu xe. Trời, còn cháy không biết nó gì đây à. Quý à. Ui tía chết kìa. Quá là nguy hiểm rồi. Ô, xong rồi. Chưa bắt kèo. Ô. Giờ mình sẽ chuyển qua game này này. Tô đồ đen tối. À, ấn tiện xuống đây thì mình sẽ lấy cái con chip này đi này. Mày chết này, dám nhìn mình nữa. Con này sẽ về rồi nhá. Rồi chúng ta trở về trên nhà thế này rồi. Chạy. Mình sẽ đi ra mở cánh cửa ra này. Ủa, để thêm mấy cục pin nữa. Mình sẽ phá hủy tí. Ồ, đang ở bên dưới kìa. Không chịu đuổi mình. Ồ, vẫn đang đuổi mình kìa. Mà đuổi làm sao được nhỉ? Rồi. So. Bin mình nào. À, ở đây còn một cục pin nữa chứ nhỉ? Chúng ta bị đuổi rồi. Vào đây nào. Xem nó có dám vào không? Cho. Nhớ vòng cung luôn á. Ồ, chúng ta sẽ lấy cái này đi này. Đồ đây, món đồ ở đây, kia mảnh ghép. À, phải vắt đi mới dùng được. Ừ. Đẹp chưa kìa. Dám đuổi mình này. Đồ đợi đi đâu rồi. Mình sẽ lên trên đây lấy một cái kéo này nữa. Xem mấy đâu rồi nào. Mất tích ngay ấy nhỉ. Ô, đi đâu. Đây đây nào. Ồ. Đuổi quá nhờ. Có lắm đuổi theo mình không? Mất tích ngay. Thôi có khi là mình sẽ chuyển qua game khác nhá. À từ ấy nhỉ. Bắn nhau một phát đấy. Chà, hãy sợ bắn chuẩn nữa kìa. Ok, mình sẽ chuyển qua Taki Tom 2. Thôi đi vệ sinh nào. Tắm nhá, tắm lấy bông xà phòng màu đỏ luôn. Cho bị làng rồi bạn ơi. Trời đó. Ôi. Bị làng quá nhở. Rồi đi ăn à. Ăn tỏi mà thối quá. Chúng ta sẽ đi sắm đồ ấy. Có những đồ miễn phí. Được cái gì đây? No. Rồi, mình sẽ chuyển qua game tiếp theo này, Slim Cop nhá. Ôi đầu. Ok, mình sẽ làm một vụ thoát ra khỏi game này thật là nhanh luôn. Đó, mọi người trong đây đang bị thôn mia này, mình sẽ giải cứu hết tất cả mọi người trong đây luôn nhá. Oh. Rồi, ôi đồ ấy. Một chìa khóa. Mình sẽ lấy thêm cục pin nữa. Cho mình xin cái mã pin 6877. Đây là cái mã của cái két. Hello. Cái bài trông gớm nhỉ. Sợ thật. Ok. 3194. Sợ mọi người bị thôn miên khổ than nhờ. Ô, rồi một cái USD. Bây giờ mình à đây cái mã rồi. MT Sati. Rồi, quá là chuẩn xác luôn. Cái mã này là gì nhỉ? 3194 à? Bây giờ mình xuống tầng 2 nhé. Ok, rồi. Mình đã giải cứu cho được mọi người rồi. Ok nha, mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Thank you các bạn.